Ừ, thưa sư con là phật tử tại gia nên có nhu cầu mua xe, cất nhà, mua quần áo để mặc và những nhu cầu khác nhưng con chỉ mua những thứ có nhu cầu chứ không phải mua để hưởng thụ cho riêng con như vậy có ảnh hưởng đến việc tu tập hay con có làm sai gì không sư con là phật tử tại gia không có nhu cầu hưởng thụ con chỉ mua những thứ con cần cho cuộc sống rồi con cũng không lấy vợ nhưng nếu con tu tập tốt thì con có khả năng đạt quả vị giải thoát như các thầy các sư không à, một cái vấn đề đó à, thưa ta trả lời mấy con hỏi trước tương tự như vậy rồi Ừ. À, đừng có tự tin là bởi vì nếu như mà cư sĩ tại gia mà có khả năng chứng được đạo quả thì quý vị là một người cư sĩ tại gia có nhiều phước mà nếu như quý vị có đủ phước như vậy đó quý vị không sanh vào thời này đâu mà quý vị đã sanh vào thời phật rồi thành ra đời này đó cư sĩ tại gia thì khó lắm khó. À, có một cái cô cư sĩ cổ thực hành bắt quan trai giới ở nhà à, cổ để dành tiền đó tiền cổ gửi vào ngân hàng thì à, mỗi tháng chỉ à, đủ để cổ à, nuôi ăn thôi đấy và cổ rất là ốm cổ hành thiền suốt đấy. thì nếu như á, mà đương nhiên cổ một mình à, và nếu như mà cổ duy trì được cái kiểu sống mà bác quan trai thực hành như vậy đó thì liên tục á, thì cổ có khả năng ha, có cơ hội chứng đắc được đạo quả nhưng mà nó đủ thứ trở ngại đủ thứ thử thách à, rốt cuộc thì theo cái nhìn của sư thì cổ đi lạc rồi cổ đi sai thực hành nó sai đường uổng có ý chí có ý chí có nghị lực có phương pháp nhưng mà đi lệch à, thành ra đó là người cư sĩ tại gia có khả năng nhưng mà khó lắm, hiếm lắm nếu như mà cái kiểu đó là mình đại phước mà nếu như đại phước đã sanh vào thời phật rồi ha à, à, thành ra là đừng có tự tin quá à, do đó muốn mà được chứng được đạo quả giải thoát thì cần phải tiến thêm một bước nữa đó là sống đời tu sĩ không gia đình à, ly dục giữ gìn giới hạnh trong sạch và thực hành các cái pháp một cách miên mật thì cái khả năng ấy nó sẽ cao hơn